Sông Hàn Hội Tụ là một trong bốn giải đấu chính thuộc chuỗi sự kiện DNGA Tour 2024 của Hội Golf Đà Nẵng. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải đấu có sự tham gia của hơn 300 golfer diễn ra trên sân Legend Đà Nẵng Golf Resort. Giải đấu đã tạo được rất nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với các golfer cũng như nhà tài trợ. Đầu tiên là giải đấu được chia làm các bảng gồm bảng ban chấp hành các hội golf miền Trung, bảng cao niên, bảng nữ, bảng junior, dưới và bằng 16 tuổi, bảng A, B, C, D dành cho hội viên của hội. Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính điểm gross và điểm net dựa trên handicap chính thức. Đây cũng là giải đấu đầu tiên mà Hội Golf Đà Nẵng áp dụng handicap index tốt nhất của người chơi trong vòng 1 năm. Trên hệ thống V-Handicap, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024. Điều này giúp cho người chơi cũng như chất lượng chuyên môn của giải được nâng lên. Theo tôi thấy thì chất lượng giải lần này rất là cao. Một giải đấu có thể nói là quy tụ nhiều golfer lớn nhất miền Trung trước đây này. Và cũng là giải đấu nhiều bảng đấu nhất. Một sân chơi hội tụ nhiều golfer các tỉnh thành nhiều nhất đến đây. Thì với là một tài trợ danh sân thì tôi chỉ không mong muốn gì, chỉ mong muốn là mong cho phong trào của hội golf thành phố cũng như hội golf của Việt Nam mình ngày càng phát triển, ngày càng tốt hơn. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, golfer Nguyễn Văn Hùng và Trần Bình Quang Huy là hai golfer single đã cùng hoàn thành vòng đấu với kết quả 75 gậy. Tuy nhiên, khi áp dụng theo điều lệ giải, nếu hai golfer có điểm gross bằng nhau thì sẽ tính cao bách ở 3 hồ cuối. Golfer Trần Bình Quang Huy đã để trượt mất chiếc cúp vô địch khi dính double bogey ở hố 16-33 với khoảng cách là 130 yard. Như vậy, golfer Nguyễn Văn Hùng đã giành chức vô địch giải Sông Hàn Hội Tụ, người vừa giành chức vô địch giải Volvo khu vực phía Bắc trước đó một tuần. Giải Best Net đã thuộc về golfer Ngô Nhật Nam với điểm net là 55. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất, nhì, ba cho các golfer đạt giải, cùng nhiều giải kỹ thuật khác. Sông Hàn Hội Tụ tranh cúp Hatoko mùa 1 năm 2024 đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Góp phần cho sự thành công đó chính là việc đồng hành của gần 40 nhà tài trợ. Sau thành công này, Hội Golf Đà Nẵng mong muốn sự kiện sẽ được duy trì hàng năm. Đây thực sự là ngày hội của thành phố bên bờ sông Hàn, cũng là cơ hội tuyệt vời dành cho khán giả, những người hâm mộ golf, được thưởng thức những pha bóng đỉnh cao, được hòa mình vào không khí của sự gắn kết, cùng tạo nên một cộng đồng golfer Đà Nẵng, hội tụ, văn minh và phát triển. Mọi sự tiếc nuối và những cú đánh về kết quả sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của mỗi golfer trong sự kiện vừa qua. Hẹn gặp lại tất cả các golfer vào giải golf Sông Hàn Hội Tụ mùa 2 năm 2025. Thì xin thay mặt ban chấp hành của Hội Golf Đà Nẵng cũng như thay mặt ban tổ chức của giải golf Hội Tụ Sông Hàn của thành phố Đà Nẵng năm 2024, xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị lãnh đạo và các golfer của trong Hội Golf Đà Nẵng cũng như các khách quý về dự cái tiệc cũng như là gala và cái giải chào mừng giải của Hội Golf Đà Nẵng tổ chức năm 2024. Tiếp bước cũng sự phát triển chung của Hội Golf Việt Nam thì Hội Golf Đà Nẵng luôn luôn có trách nhiệm để mà làm sao càng ngày các Hội Golf Đà Nẵng phát triển cũng như là các Hội Golf miền Trung phát triển lên trên toàn bộ khu vực của chúng ta. Xin thay mặt cho ban chấp hành Hội Golf Đà Nẵng cũng như ban chấp hành tổ chức, ban tổ chức xin cảm ơn rất nhiều đến các câu lạc bộ đại diện của thành phố Đà Nẵng mà đặc biệt là các hội golf của miền Trung cũng về hôm nay dự chúng ta để mà chào mừng cái năm đầu tiên mà giải chúng ta ra mắt và rất hoành tráng và rất là được sự ủng hộ của các hội golfer cũng như các câu lạc bộ. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng và xin cảm ơn.